Bắt đầu chưa? Rồi. Xin chào các bạn. Chúng mình bắt đầu chuẩn bị đồ nghề để đi bẫy chim nhá. Đây là cái lưới. Có thể bẫy chim sẻ hoặc là chim ngói. Đấy, hoặc là chim cu gáy. Đây tôi đã cuộn lại. Đây là một cánh lưới. Cuộn lại. Đâu vào đấy. Và đây tương tự cũng đây là cánh lưới ở bên này là xếp gọn gàng cho vào túi. Đây là dây, đây là túi để đựng, đây là dây chốt cánh lưới ở một bên, và đây là một bên nữa, cái này là để hai cái để chốt mỗi bên một cái cánh lưới, là ta buộc cố định. Có cái dây này thì khi ta kéo lưới nó mới sập. Và còn đây là dây để điều khiển dưới khi có chim là ta sập. Sau một lát nữa ra ngoài hiện trường bày chân địa bẫy chim thì các bạn không biết tôi sẽ bồi như thế này. Cho vào túi. Ở đây. Quên phải mang một cái túi để đựng chim. Đây là túi để đựng chim các bạn nhé. Khi được thì ta cho vào đây. Cái này có thể đựng được khoảng 500 con chim sẻ. Và bắt đầu ta đi.